bốn câu chuyện ngắn về quả báo bất hiếu với cha mẹ, nên nghe để tránh phạm phải. Trời xanh có mắt, sống ở đời có phải có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Câu chuyện thứ nhất, người con một được mẹ chăm lo, thương yêu hết mực từ tấm bé. Ông V vốn là con một trong gia đình thương nhân khá giả ngoài Bắc. Vì là con trai duy nhất nên ông được mẹ hết mực thương yêu cưng chiều. Cho đến khi lấy vợ, ông vẫn được mẹ thương yêu hết mực. Mẹ ông V là nhà buôn vốn nhanh nhẹn tháo vát nên đã dạy cho ông V mọi việc làm ăn. Do đó, cuộc sống gia đình ông rất phát đạt và là niềm ao ước của nhiều người đương thời. Ông V vốn sống sung sướng từ nhỏ, nhà lại ăn nên làm ra quanh năm sung túc nên bản tính rất coi trọng sĩ diện, hào nhoáng bên ngoài. Ông thường giao lưu với những người giàu có, coi khinh người nghèo và hiếm khi bố thí, bản chất lại nóng nảy. Theo thời gian, mẹ ông V già đi, chẳng thể chợ búa, buôn bán gì được nữa. Một lần, mẹ ông ra ngoài vào sáng sớm và bị trúng gió. Sau đó, chẳng may chuyển qua tai biến và bị liệt nửa người. Từ dạo ấy, bà suốt ngày chỉ có thể ngồi trên giường, muốn đi vệ sinh phải có người giúp đỡ. Ông vừa thấy vậy, không những không thương mà còn tỏ vẻ khó chịu với bà cụ. Ông không cho cụ ở trên nhà lớn nữa vì sợ phải dọn dẹp, sợ mùi hôi thối, nên ông xây một cái chòi bé xíu sau nhà, tầm 6 mét vuông để bà ra ở riêng. Cái chòi ấy ngay cạnh bếp, đằng trước là giếng và đằng sau là nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh hay xuống bếp đều phải đi qua chỗ cụ nằm. Có lần bà con đến chơi, đi xuống giếng rửa chân thì thấy bà cụ ngồi co ro trong xó nhà, tối tăm, nồng nặc mùi nước tiểu, mũi bay vo ve đầy phòng. Cụ bà cứ lấy tay lần lên đầu để tự bắt cháy, trông rất tội nghiệp. Vợ ông về thấy xót, nhiều lần khuyên ông đưa cụ bà lên nhà trên, nhưng ông nhất quyết không cho, mà còn đánh và mắng vợ té tát. Vì cụ chỉ bị liệt hai chân dưới, nên thức ăn cụ vẫn phải tự túc. Ông V mặc nhiên sống trong căn nhà to rộng sạch sẽ, chẳng bao giờ đói hoài đến mẹ già đang nằm trong căn phòng 6 mét vuông dưới bếp. Đã vậy, những người con ông V cũng học theo cha, chẳng mãi may quan tâm hay thương xót bà nội. Và một ngày kia, khi vợ ông V mang cơm xuống cho cụ, thì thấy xác bà lạnh ngắt đang dựa vào tường, hai tay co quắp, đôi mắt mở to bất thường, cứ trừng trừng nhìn vào khoảng trong vô hồn. Sau 9 năm ở trong căn chòi hiu quạnh, bà cụ đã ra đi trong chính sự ghẻ lạnh, đối xử tàn nhẫn của đứa con ruột mà cụ đã yêu thương dưỡng dục cả một đời. Những chuyện kỳ lạ kèm tai ương từ hôm ấy liên tục kéo đến. Ông V phải thuê người đến bó xác cụ, vì xác đã cứng nên khi cho nằm thẳng ra rất khó. Điều kỳ lạ là người ta phúc thế nào mắt cụ vẫn mở to, không tài nào nhắm lại được, dù có phấn phát kiểu gì cũng chịu. Mọi người đành để thế, rồi người ta đậy một tấm vải màu vàng che mặt cụ. Đôi mắt kia tuy bị che khuất, nhưng đằng sau lớp vải mỏng manh ấy, nó vẫn không hề khép lại. Người bó xác cho bà cụ trước lúc về có nói với ông V rằng: sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió, gia đình hãy cẩn thận. Vậy mà ông V bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người liệm xác. Lo đám ma cho cụ xong xuôi, ông như trút được gánh nặng, vui sướng ra mặt, bán luôn chiếc xe đạp để mua chiếc cúp, vì cũng mới thu được một khoản từ tiền đám ma. Thời đó cuộc sống còn lạc hậu nên có xe cúp đi là thuộc hạng sang chảnh trong làng. Ngày thứ bảy, kể từ khi bà cụ mất thì trong nhà xảy ra chuyện lạ. Ở cái ao phía cuối vườn nhà ông V, lũ cá thi nhau nhảy lên bờ,
cứ dãy đành đạch. Ba người con ong thấy thế ùa ra xem với vẻ thích thú. Cá to thì bắt bỏ vào rổ, cá nhỏ lại thả xuống. Cá cứ phi lên cạn liên tục, nhiều con đâm đầu vào gạch đá ven bờ, chảy máu, mùi tanh nồng bắt đầu bốc lên. Một lát sau thì cá không nhảy nữa. Vợ ông Vê lắc đầu bảo: chim sa cá lặn, cá nó nhảy lên bờ thế này là độc lắm. Quả không sai, ngày đêm đó, con trai cả nhà ông Vê đang ngủ, bỗng tỉnh dậy hét toáng lên. Ông bà chạy vào hỏi thì cậu ta cứ chỉ xuống chân giường. Có người nào đó cứ ngồi dưới chân giường nhìn con. Ông bà Vê nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng đều hiểu là con trai họ vừa trải qua chuyện gì. Bà Vê lặng lẽ đến bàn thờ thắp hương, vừa khấn bà cụ vừa thúc thích khóc. Bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua, bát hương đổ ụp xuống, chân nhang văng tung tóe. Cả nhà ngơ ngác không hiểu tại sao. Ông Vê vội vàng dựng lại bát hương, bà cụ, rồi xua cả nhà đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, ông bà gọi các con dậy ăn sáng, thì người con thứ hai của ông Vê hốt hoảng chạy từ buồng ra. Thầy U vào xem anh cả bị làm sao ấy. Ông bà lo lắng chạy đến giường thì thấy người con cả lạnh toát, thân thể mềm nhũn bất tỉnh. Ông Vê vội vàng bế con vào bệnh viện huyện. Người con cả bị trúng gió, cũng may cấp cứu kịp thời cho nên qua khỏi. Chỉ vài ngày sau là xuất viện. Ông bà Vê mãi kinh doanh nên không để ý nhiều tới sự thay đổi của con, và cũng chẳng mãi mai suy nghĩ về cái đêm hôm trước nữa. Ông bà nghĩ là bà cụ mới mất, chắc nhớ nhà nên về thôi. Người thân mà, không việc gì phải sợ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ông Vê hàng ngày vẫn đi lượn lờ quanh khu cùng chiếc cúp 67 với vẻ huênh hoang đắc chí. Một buổi tối nọ, ông Vê đi chơi về muộn. Sau khi cất xe xong, leo lên giường ngủ thì cứ thấy lòng dạ bồn chồn. Ông đang mơ màng, bỗng thấy có người đàn bà dáng vẻ gầy gò ngồi trên chiếc xe. Vừa ngồi vừa bóp còi inh ỏi. Ông Vê vội vàng tung màn chạy ra xem vì sợ có trộm. Ông vừa lao đến thì người đàn bà ấy đi nhanh về phía sau nhà. Ông vác dép đuổi theo, vừa chạy vừa hô: trộm, trộm. Người đàn bà ấy chạy ra đến cái ao sau nhà ông Vê thì quay lại nói: mẹ mày đây mà. Nói xong bà biến mất. Ông Vê cũng giật mình tỉnh giấc. Ông vội vàng nhìn ra chiếc xe, nó vẫn im lìm chỗ cũ. Ông dậy thắp ngọn nến, đốt nén hương thắp cho bà cụ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, ông lẩm bẩm: con có lỗi với U, U tha lỗi cho con, mong U sớm siêu thoát. Ông vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên thì ánh mắt như bị hút luôn vào tấm di ảnh bà cụ đặt trên bàn thờ. Giữa làn khói hương mờ đục, ông cảm giác như thấy đôi mắt nheo nheo thường ngày của bà cụ chợt dần mở to ra. Khuôn miệng khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn bã, thất vọng đến khó tả. Ông chợt nhìn lại thật kỹ thì tấm di ảnh vẫn nằm đó bình thường như mọi ngày. Mọi việc vẫn yên ắng tĩnh lặng bình thường. Ông cho rằng mình hoa mắt thôi và vào giường ngủ lại. Sáng hôm sau thức giấc, đầu óc ông Vê có chút choáng váng, mắt mũi lờ đờ như người vừa ốm dậy. Mấy ngày tiếp theo, ông chẳng thiết bán hàng hay đi lượn lờ nữa. Cả ngày ông chỉ đi lại quanh nhà, không dám nhìn lên bàn thờ bà cụ. Ông Vê chợt nhớ đến lời người bó xác cho bà cụ hôm đó: sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió. Tò mò, ông cũng muốn hỏi xem tại sao người liệm xác lại nói như vậy. Vừa gặp người liệm xác, ông Vê hỏi: lần trước chú bó xác cho bà cụ nhà tôi, có chuyện gì bất thường không mà lại dặn gia đình tôi cẩn thận? Chắc nhà bác có chuyện rồi
cho nên bác mới đến tìm em chứ gì. Nhà tôi đúng là có chuyện thật, mấy hôm nay tôi thấy u về. Người liệm xác nhìn ông Phê hồi lâu, thở dài, lắc đầu. Em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến thấy vong cụ nhà anh rất lạ. Bình thường, người già chết đi, họ hay lưu luyến nhìn con cháu. Nhưng cụ lại không như vậy. Cụ cứ nhìn vào anh, trông rất buồn bã và giận dỗi. Thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông Phê lo lắng hỏi. Em chịu thôi bác ạ, à. Em chỉ nhìn thấy vong chứ không có khả năng chế ngự. Tốt nhất là anh về thành tâm sám hối nhận lỗi với cụ, tụng kinh cho cụ sớm siêu thoát. Ông về lẳng lặng ra về. Thay vì lo sợ, ông lại cảm thấy bực bội trách bà cụ. Tại sao mẹ ông lại về dọa con cháu? Sao cụ lại làm con ông phải đi viện? Bà về nghe chuyện, trách ông là người tàn nhẫn. Mẹ thương yêu ông như thế, mà lúc mẹ còn sống, ông không hề quan tâm chăm sóc. Nên giờ mới xảy ra sự việc như vậy. Ông V chẳng những không ăn năn mà còn bực tức quát vợ. Lúc còn sống, U đã làm khổ cái nhà này, bây giờ chết rồi cũng không tha. Đêm đó, ông V đi ngủ như thường lệ. Và thiếp đi không lâu thì ông thấy bóng dáng bà cụ. Gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt sâu buồn bã. Cụ vẫn ở trên chiếc giường nhỏ bé ở căn chòi 6 mét vuông kia. Có lẽ đã rất lâu ông mới nhìn gương mặt bà cụ được rõ như thế. Đây chính là hình ảnh bà cụ lúc còn sống, bị ông chăm sóc không chu đáo, ăn uống thất thường, lại thêm phần buồn tủi cho nên thành ra như vậy. Bỗng nhiên bà cụ khẽ nói, mẹ lạnh lắm con ơi, những năm tháng phải sống cô độc, buồn tủi dưới căn phòng kia thật là lạnh lẽo. Cụ bà vừa nói vừa khóc, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Kể từ hôm bà cụ về, ông về đều uống thuốc an thần để ngủ, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn không hề dừng lại. Vào một buổi sáng sớm, cả nhà ông về đang dọn hàng thì thấy một con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nó bay vòng vòng rồi đậu lên di ảnh của bà cụ. Người con cả thấy thế là toáng lên. Thầy ơi, bà về kìa. Ông về chạy vào, lôi cậu con trai ra ngoài quát. Đấy là con chim, chứ không phải bà. Mày ra dọn hàng đi. Sau đó, ông về xua đuổi con chim sẻ ra ngoài. Nhưng nó nhất quyết không đi, mà cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, nó vòng ra phía sau, bay thẳng vào căn nhà 6 mét vuông, rồi mất hút. Chỉ còn vài ngày nữa, là tròn 49 ngày bà cụ mất. Ông Vê đang ngồi tính toán xem nên mời ai và làm bao nhiêu mâm, thì có tiếng khóc thúc thích trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì, thì ra là bà Vê đang nằm khóc. Bà khóc nhiều lắm, một lát sau mới bình tĩnh kể lại. Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà Vê vào phòng nghỉ ngơi, đang nằm mơ màng thì bà ngửi thấy có mùi hôi thối từ đâu bốc lên, khiến bà rất khó chịu. Bà ngó quanh quẩn khắp nhà, vẫn chẳng biết cái mùi quái dị kia phát ra từ chỗ nào. Bà nghĩ đơn giản, chắc trong nhà có con chuột chết nên mùi mới thế. Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà. Nhưng lạ thật, bà vừa mở cửa thì những làn khói mờ mờ ảo ảo ùa vào. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần dần hiện ra một người phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc giường nhỏ bé. Người ấy từ từ quay lại. Bà Vê thấy đó là bà cụ. Trông cụ thật tội nghiệp vô cùng. Hai hốc mắt sâu, thân hình teo tóp, gương mặt nhăn nheo, hốc hác. Từ không trung bất chợt hiện ra hai người đàn ông mặt mày hung tợn giống quỷ sai dưới địa phủ tiến về phía bà Vê. Bà sợ quá lùi người lại rồi chạy thẳng đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn ở đó, cụ
Cụ lặng lẽ đứng dậy, giang hai tay che chở cho con dâu. Bà V sợ hãi đến tột độ, cứ nép vào một góc tường. Hai người đàn ông kia cứ tiến đến gần chỗ bà cụ. Chúng cố bắt lấy bà V, nhưng bà cụ hết sức càng ngăn nói: "Chạy đi con." Bà V run đến nỗi không thể chạy nổi, rồi ngất liệm đi lúc nào không biết. Cho đến khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương khi bà cụ cố bảo vệ mình, nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi lã chả. Bà V linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột. Bà muốn ông V đưa bà đi xem bói, nhưng ông V không chịu. Ông cho rằng bà V mệt quá cho nên mơ hoảng. Ông còn nói nếu cố tình đi xem bói thì đừng trách ông tàn nhẫn. Sau khi làm xong lễ 49 ngày cho bà cụ, trong lòng bà V lúc nào cũng lo nơm nớp. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ ẵm vào tâm trí bà, khiến bà không thể tập trung làm gì được. Rồi cái gì đến cũng đến. Chiều hôm đó, ông bà V đang bán hàng như thường lệ, thì lũ trẻ hàng xóm từ đâu chạy về la ầm lên: "Anh Ca mất tích dưới sông Thượng rồi." Như sét đánh ngang tay, ông bà chạy xuống đến nơi thì thấy người ta đang kéo xác người con thứ nhà mình vào bờ. Bà V ngã quỵ xuống dưới đất, khóc lóc vật vã. Linh cảm của người mẹ đâu có sai. Năm đó, người con thứ vừa tròn 13 tuổi. Chưa đầy 2 tháng mà nhà ông V đã có 2 cái tang. Lần này cố nén nỗi đau, bà V bắt chồng chở đi xem bói. Hai vợ chồng ông V tham khảo khắp nơi rồi mới quyết định đi vào tận Thanh Hóa xem một ông thầy nghe nói rất giỏi. Lúc ông bà V vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi vào. Thầy cũng biết trước là hôm nay sẽ gặp ông bà V. Và bây giờ ông bà mới vỡ lẽ. Thì ra, bà cụ chết vào giờ âm khí rất nặng, nên sau vài ngày cụ mất, cá trong ao thi nhau nhảy lên bờ chết. Do tội nghiệp ông V gây ra quá lớn, nên bọn quỷ đòi bà cụ khai tên tuổi, người thân để chúng bắt hết súng, đặc biệt là đàn ông trong nhà. Dù rất tức giận vì con cháu đối xử tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm bà cụ vẫn xót không chịu khai, nhất quyết cố gắng về báo mộng cho con dâu để tìm cách hóa giải. Nên bà V mới gặp ác mộng như hôm bữa. Tuy nhiên, bà V lần lửa mãi không đi, do đó cậu con trai thứ mới bị quỷ sai bắt trước. Ông V nghe đến đó mà đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung, cầu thầy bói giúp đỡ. Thầy bảo chỉ còn cách chống đỡ tạm thời là đem vong linh bà cụ đến nương nhờ cửa chùa Thanh Tịnh. Còn nhà ông V nên tìm nơi khác sinh sống vì khu đất nhà ông giờ quá dữ. Cố gắng sám hối, làm việc thiện nhiều hơn. Dù làm theo lời thầy bói nhưng bản thân không sám hối, không thành tâm tu dưỡng đức hạnh, không làm việc thiện, nên cái gì đến cũng phải đến. Một thời gian sau, gia đình ông V bán nhà, chuyển vào miền Nam, mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Sau một thời gian lao vào công việc, ông V cũng quên dần chuyện bà cụ. Bản tính vẫn nóng nảy, kiêu ngạo như trước, lại không thành tâm ăn năn sám hối và làm việc thiện. Không lâu sau đó, công việc làm ăn của ông bị phá sản, tiền bạc tiêu tán. Nhiều năm tiếp theo, các tai họa cứ theo nhau ập tới. Căn nhà ông đang ở bị cháy rụi mất hết. Còn ông V lại hay bị ốm đau liên miên, không làm được việc nặng. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi người con cả 25 tuổi thì phát hiện bị u não. Sau thời gian chữa trị tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì người con cả qua đời. Nhà ông V tuyệt tự từ đây. Ông bà V lâm vào cảnh sa sút khốn đốn đến nỗi phải điện thoại về Bắc vay tiền họ hàng. Mọi người cũng thương, mỗi người đóng góp một chút gửi vào đấy cho ông bà V làm vốn sống tạm qua ngày. Nhưng dần sau đấy, dân làng không ai còn tin tức gì của ông bà V nữa. Lưới trời lòng lộng
tuy thưa mà khó lọt. Mẹ ông Vê suốt cả một đời lam lũ nuôi ông khôn lớn, dành hết mọi thương yêu. Vậy mà khi bà không còn sức lực, không phụ giúp ông được nữa, thì ông Vê lại xem bà như một gánh nặng, phủ phàng hết mọi công ơn của bà cụ trước đây, bỏ mặc bà đói lạnh, buồn tẻ trong căn chòi hiu quạnh. Những đứa cháu dù đã lớn, có nhận thức đầy đủ, nhưng học theo thói cha, coi khinh ông bà. Do đó, cái kết cũng thật đáng buồn. Vợ ông Vê tuy xót thương mẹ chồng, nhưng cũng vì cuộc sống bon chen bận rộn, phần sợ chồng mà không thể chăm lo mẹ chu đáo, rồi phải chịu họa lây. Báo ứng nhãn tiền đến với cả gia đình ông Vê chính là cái giá phải trả cho những sai lầm mà ông Vê đã gây ra. Người ta thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, vốn là vậy. Người con có hiếu thì sẽ được người đời ca tụng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Khi làm tròn đạo hiếu, cũng như chính bạn đang gieo nhân duyên tốt lành cho chính mình. Đừng vì cuộc sống bản thân trước mắt mà phủ nhận hết công lao sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, để rồi phải chịu cái kết cay đắng như của ông Vê. Câu chuyện thứ hai, để mẹ chết đói. Có một gia đình 8 người trong một thời gian ngắn xảy ra bi kịch mà khắp 10 phố 8 quê của tỉnh Cát Lâm ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức kế cày nuôi dưỡng 6 người con, bao gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kể làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi môn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả, khó khăn, là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại, phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. Mới đầu họ sắp xếp hai người một nhóm luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng ba đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu ba con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên ba cô con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng món chi cả. Do con gái và ba cô con dâu không thuận hòa, nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến thăm. Có lần ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện ra bà yếu đến mức không còn sức, ghé sát tai vào mới nghe giọng bà thều thào: mẹ đói, mẹ đói. Họ vội tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ ba nàng dâu thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chạy đến chỗ mẹ chồng đang nằm, lớn tiếng quát lên: bà mới dùng xong hai chén cháo, sao còn đòi ăn nữa? Có phải là muốn chết hay không? Bà nói vậy khiến con gái bà tưởng là chúng tôi bất hiếu đấy. Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng một chút. Lúc cho mẹ ăn, ba cô gái thừa dịp chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào sờ, thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá. Hôm sau, ba cô gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Ba mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng lực, bà mách nhỏ với ba con gái: các con không đến thì tụi nó một chút cơm nước cũng ít chịu cho mẹ dùng. Chúng muốn để mẹ chết đói đó. Mấy ngày sau, ba cô gái lại mang đến cho mẹ thức ăn ngon để tẩm bổ.
con gái đang cho bà ăn thì bị ba anh trai nhìn thấy. Họ liền vào giật lại, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh bà xuất huyết não, không thể ăn được đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo, các cô mà làm mẹ chết thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ thì hãy rước mẹ về mà lo, đừng có tới đây chăm ăn mà không chịu cưa mang. Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc lan ra cả thôn đều biết. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Vì sự nhẫn tâm bỏ mẹ đói khát của các con trai khiến cho bà cụ xấu số, bất hạnh đã phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than, kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn, giấy tiền vàng mã được ném đầy lên không trung, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Quả báo. Cậu con trai cả bị nghẽn mạch máu não phải vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu sống nhưng trở thành liệt nửa người, tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện được một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả tiếp nối vào bệnh viện. Họ cũng bị y chang chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này vẫn còn chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng đồng chứng bệnh như trên, phải nhập viện gấp. Cô gái thứ hai xuất viện được 2 ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não mà bị thủng bao tử. Cô này vẫn còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở nhưng toàn thân xương khớp đa phần đều bị gãy. Xương gối trái thì bị nứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy một năm thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối đuôi nhau vào bệnh viện. Người nào khi ra viện cũng tốn rất nhiều tiền. Có người đã bình luận trong trường hợp của họ thế này. Bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt vì thu được bộn tiền. Câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang khắp nơi, ai cũng biết. Chuyện của họ trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc hay nhàn rỗi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết, cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông thêm một nạn nữa, làm tổn thương não, thành ra người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị căn bệnh dài vò hơn một năm thì chết. Tiếp theo, nàng dâu cả bị nghẹn máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể, cháu trai, cháu gái, nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc. Nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong cho họ sớm ngày giác ngộ Phật Pháp để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cục bi thảm, thật khó mà tưởng tượng nổi. Bài học rút ra. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đói khát, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mách, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những người con bất hiếu này, từng người đều thọ ác báo. Đây thật là vạn sự vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp cho chúng ta thấy. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân, người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch để mọi hành vi từ ăn, ở, đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống và hành xử như thế nào là do chính bạn quyết định. Mời bạn nghe câu chuyện tiếp theo nói về một kẻ ngỗ nghịch bất hiếu gây bao tội ác, cuối cùng đã gặp được minh sư thành tâm hướng Phật. Câu chuyện thứ ba,
ngược đãi mẹ chồng. Lúc còn nhỏ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe thấy người lớn dạy bảo rằng con cái bất hiếu sẽ bị thiên lôi đánh chết. Khi lớn hơn một chút, người ta cho rằng những câu nói như thế này là do người lớn nghĩ ra để giáo dục con cái mà thôi. Nhưng trong xã hội từ xưa đến nay đã từng xảy ra rất nhiều những sự việc như thế. Dưới đây là một trường hợp điển hình. Hôm ấy, nhân lúc đang nói chuyện với hàng xóm về nhân quả báo ứng, một bác gái ngoài 60 tuổi đã kể với chúng tôi một câu chuyện có thật. Câu chuyện kể về nhân quả báo ứng dành cho người con dâu vì đã bất hiếu với mẹ chồng của mình. Ở huyện bên, có một thôn tên là Thượng Liễu, cách thôn chúng tôi khoảng gần 20 cây số. Có một gia đình gồm hai vợ chồng, chàng trai trẻ và mẹ già sống cùng nhau. Bởi vì bà lão đã già không làm được việc gì giúp hai vợ chồng người con trai. Hơn nữa, bà lại thường xuyên đau ốm, nên người con dâu cảm thấy rất bực bội trong lòng. Cô thường xuyên đối xử không tốt với bà. Bà lão cũng biết rõ, nhưng đều chịu đựng cho qua. Vào ngày gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, người con trai mua một ít thịt heo về và bảo vợ làm sủi cảo cho mẹ. Ai ngờ người con dâu vì oán giận mẹ chồng nên đã giấu miếng thịt heo đi, rồi lấy cuốn rốn trẻ sơ sinh cho vào trong bánh làm nhân để cho mẹ chồng ăn. Bà cụ không hay biết gì nên khi ăn cứ nói mãi: "Nhân bánh dài thế, mẹ nhai không nổi." Bởi vì răng lợi của bà cụ không còn được tốt nên ăn mãi bánh mà không nuốt được. Về sau, sự thật bị bại lộ, rất nhiều người đều biết chuyện này. Ai cũng bàn luận về việc người con dâu này bất hiếu đến nhường nào. Một hôm, người con dâu ra đồng làm cỏ, bỗng nhiên mây đen kéo đến, đen kịch, sấm sét ầm ầm. Cô liền vội vàng cùng với một người phụ nữ khác cũng đang làm việc ngoài đồng chạy đến núp vào trong một lò gạch ở gần đó. Tuy nhiên, tiếng sấm sét cứ không ngừng nổ vang ngay trên đầu họ. Lúc đó, người phụ nữ kia đứng tựa vào vách cửa, còn cô con dâu đứng ở bên trong. Sấm sét cứ như có mắt, không chịu rời khỏi họ. Hai người họ sợ đến hồn bay phách lạc. Tiếng sét thứ nhất vang lên, đánh trúng ngay người phụ nữ đứng ở cửa, đẩy bà ấy ngã sang một bên, nhưng chỉ là cổ bà bị thương nhẹ. Tiếng sét thứ hai lại đến, đánh trúng ngay vào người con dâu bất hiếu kia, khiến cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Nghe kể đến đây, tôi vội vàng hỏi bác gái rằng: "Người con dâu bất hiếu đó có bị chết ngay không?" Bác gái nói: "Người con dâu ấy không chết ngay mà sống được thêm 7 ngày nữa, nhưng chỉ có cặp mắt là cử động được, 7 ngày sau thì mất. Mọi người ở các nơi đều kéo đến xem, ai cũng bảo rằng đây là ông trời báo ứng." Sau này, một lần trong lúc nói chuyện với một cụ ông ở trong viện dưỡng lão ở vùng đó, tôi lại đem câu chuyện này ra hỏi một lần nữa. Ông ấy xác nhận với tôi câu chuyện này là hoàn toàn có thật, bởi vì ông là bạn của cậu con trai của người phụ nữ không bị sét đánh chết năm đó. Ông còn nói thêm rằng, người phụ nữ này lúc ấy chỉ bị thương nhẹ và trên cổ vẫn còn để lại một vết sẹo cho đến tận bây giờ. Người xưa có câu, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Câu chuyện thứ tư, đánh cha cãi mẹ. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách tự viện Ngũ Đại Sơn, có 20 mấy người chờ được thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mạng trí tuệ kia, các vấn đề khách nêu dù nặng nề đến mấy thì Ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng.
tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho mọi người nghe cảm giác như được uống cam lộ, pháp hỷ tràn trề sung mãn. Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng, sau đó toàn thân phát đau đớn, bệnh hành hạ con đến ăn uống chẳng vô, ngủ cũng không được, tứ chi bãi hoải không còn sức lực, thống khổ vô cùng. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám nhưng tìm không ra bệnh. Họ chỉ nói là con bị thần kinh thực vật rối loạn. Con đã tiêm, chăm, uống đủ thuốc nhưng thải đều vô hiệu. Mà uống thuốc nhiều còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán nói giống y như bên Đài Loan vậy. Không ai tìm ra nguyên nhân bệnh cả. Con chán nản lắm rồi. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đại Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi nghe một lão ngài có thể chữa bệnh cho, thì dù tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chính nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám. So với các thiện chúng đang ngồi tại đây thì rất tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói: anh chẳng phải đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng không dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về và thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy mất mặt, gương mặt sáng vàng của anh ta bỗng đỏ phừng lên. Anh tức giận nói: nhà Phật không phải chuyên rao giảng từ bi hay sao? Lý do nào ông có thể khám cho người khác mà không chịu khám cho tôi? Lại còn muốn đuổi tôi đi nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông. Giọng sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm. Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta? Câu nói này khiến anh ta lập tức giống hệt quả bóng bị xì hơi. Anh ta sững sờ, mắt mở to kinh ngạc. Sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Tội ngỗ nghịch, bất hiếu. Anh thưa, ngài làm sao biết việc của con? Trong đây không có ai quen biết con hết mà. Ta đâu cần người khách mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng 4 chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng cả thảy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, đập đầu đến chảy máu, run rẩy khẩn cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương. Mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa thiên hạ, anh đều phạm qua. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học đuổi học. Anh lang thang trôi dạt khắp nơi, rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh, thì bị anh đánh trả lại, nên cha anh ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ, và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh, thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi luôn cả cái nhà này. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông, lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác. Cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Sám hối. Anh ta quỳ hướng về hòa thượng Diệu Pháp, khai báo những hành vi tàn ác đã qua của mình. Khi kể đến song thân tại thế
thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng, khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mập đầu phổ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt sư phụ cũng giống như có chữ viết trên thân của họ. Ngài đều nhìn thấu hết. Được rồi, đứng dậy đi. Hòa thượng dịu dàng nói, nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không? Anh ta vui mừng nói lia lịa, dạ được, dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sửa lỗi và hối cải, nguyện làm người tốt kể từ đây. Người tại thán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ, hãy dẫn y lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lại ngàn lại tại đại điện, bao giờ tạ tội xong hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì thấy anh thần thái, khí sáng, linh hoạt tươi tắn, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự kể là anh đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Sau khi phát nguyện thì anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Lời dạy của Đức Phật. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tẩy, lập tức thành Phật. Trước mắt mọi người, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật triền miên. Mai gặp minh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Những câu chuyện trên đây chính là muốn cảnh báo, nhắc nhở những người con bất hiếu nên cải tà quy chánh. Nếu sớm biết giác ngộ thì vẫn có thể cứu vớt chính bản thân khỏi trầm luân khổ ải.